Trời ơi, chắc chưa? Dạ rồi. Chắc chưa? Mình mua có hai ô dữ liệu không có nhiêu hết trơn, trời. Phóng lên gõ chiên trong khi mặt anh Long Nhật còn đang ngơ ngác. Anh Nhật chưa biết chuyện gì xảy ra. Vy ơi, vừa rồi em đọc cái câu đó em có chốt chưa? Nói cái từ chốt cho anh nghe nè. Không, nè, khoan, chưa chốt nha. À, chưa chốt. Nói chín thì phải làm mười. Nói mười làm chín, kẻ cười người chê. Anh Nhật cũng chưa biết chuyện gì. Tại vì anh lộn chứ. Anh Nhật ý anh sao? Anh cũng đang bị bè vi. Câu số 3. Khoan khoan Chris, đợi em đổi phong thủy chút rồi qua đây đi anh. Anh cho nên Nhật chạy á hả? Xoay ghế lại sẵn đi anh. Trời ơi là trời. Xin mời ô chữ. Trời ơi. Đi về chỗ cũ. Hồi nãy anh Nhật nói em, trời ơi, sao em chạy chậm quá vậy? Sao em nói chuyện em lên cùng một lúc, em trễ một giây thôi. Đừng sao để anh cho. Ngồi đây, ngồi yên ở đây. Bây giờ anh trễ tới 10 giây không? Anh nói rồi, dưỡng cặp lông mi. 10 triệu về với đội. Chà, có một cái sự lội ngược dòng ha. Không sao đâu anh, thời thế mà. Nói chứ nhiều khi mình trí não của mình thông minh, nhưng mà cái cơ thể của mình nó không đúng như mình tháo mong muốn. Tháo cặp lông mi ra lẹ lên. Quá, tháo cặp lông mi rồi. Mi bậy bạ. Anh đâu còn gặp lông mi đâu mà bậy bạ. Anh không như mình mong muốn, thành ra không có vấn đề. Anh nội mi. Như là cái phấn nó dài quá, nó trì xuống. Im đi. Anh Nhật, em thấy rõ ràng. Hồi nãy khi anh chạy lên mà cái mặt anh cứ chúi xuống nhìn. Cái phấn nó trì xuống. Cái phấn nó trì xuống. Chán về sao đúng á. Ngồi khi lên hình là đứa nào còn dám đi một tiếng rưỡi đồng hồ. Anh Nhật còn tiện 45 phút à. Lâu hơn 15 phút mà được đếm đó là bàn luôn thôi. Anh muốn chạy nhanh không? Tẩy trang đi rồi anh đi. Hãy đón xem chương trình Sao Hay Chữ phát sóng lúc 20:30 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7 từ ngày 24 tháng 12 năm 2019.